Một cuộc tình đẹp như trong chuyện cổ tích Lọ Lem, nhưng lại có kết thúc đầy bất hạnh và nghiệt ngã. Cô gái Narumi Kosaki sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại thành phố Tokyo, Nhật Bản. Dẫu vậy, cô vẫn luôn tự mình phấn đấu để trở thành một sinh viên tài ba của trường đại học Tsukuba. Và cũng tại đây, cô được một du học sinh xuất thân từ gia đình giàu có ở Chile yêu thương. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với cô gái, nhưng mà không. Cô luôn bị bạn trai kiểm soát đến nghẹt thở, và cô đã quyết định du học như một cách chạy trốn để chia tay với người bạn trai đã từng thề non hẹn biển. Đời thì luôn không giống như mơ. Cái kết đáng buồn của cô gái này trên đất Pháp là không một ai có thể tìm thấy cô nữa. Vụ án đặt ra quá nhiều nghi vấn và dính dáng đến cả ba quốc gia Nhật Bản, Pháp và Chile. Hôm nay xin kính mời các bạn cùng Đảo Kinh Dị trà án. Tiếng la hét trong đêm. Vào khoảng 3 giờ 20 phút sáng ngày 4 tháng 12 năm 2016, các sinh viên sống trong ký túc xá tại một trường đại học ở Besançon, nước Pháp, đã nghe thấy tiếng người phụ nữ khóc giấm dứt. Kèm theo đó là tiếng động rầm rầm từ phòng 106. Âm thanh ấy kéo dài liên tục suốt 12 phút, khiến cho những sinh viên vô cùng sợ hãi. Sáng ngày hôm sau, mùng 5 tháng 12 năm 2016, các sinh viên đi ra khỏi ký túc xá đến lớp để kể cho nhau nghe những tiếng động kỳ lạ đã xảy ra trong màn đêm. Nhưng tất cả đều cho rằng không có chuyện gì và không ai báo cáo với cảnh sát. Tuy nhiên điều kỳ lạ, cô gái Narumi, một du học sinh trao đổi đến từ Nhật, đã không đến lớp vào ngày hôm đó. Bạn bè của Narumi bắt đầu lo lắng, có thể là điều gì đó đã xảy ra với cô. Nhưng mà khi liên lạc thì lại nhận được dòng tin nhắn báo là cô đang đi du lịch một mình. Phải 10 ngày sau khi Narumi mất tích và liên tục không đến lớp, nhà trường mới báo cáo sự việc với cảnh sát. Ngay sau đó thì bạn bè và gia đình của Narumi đã đổ xô đi tìm cô. Lúc này, cảnh sát mở phòng ký túc xá 106 của Narumi. Khi vào phòng, họ thấy rằng phòng của cô rất là sạch và ngăn nắp. Bạn bè của Narumi nói rằng phòng này thường rất là bừa bộn và cô không bao giờ là một người dọn dẹp phòng của mình mà gọn gàng đến mức như vậy. Sau đấy, khi cảnh sát lục soát phòng, họ phát hiện một chiếc chăn và vali cùng với hộ chiếu và điện thoại di động thì đã biến mất. Cảnh sát cũng tìm thấy dấu vân tay và dấu vết DNA của một người khác ở trong phòng. Trong đó thì dấu DNA được tìm thấy trên chai nước và áo phông của Narumi, cả trên tường phòng tắm và sàn nhà. Cuối cùng thì cảnh sát cũng tìm ra được vết máu được cho là của cô gái trên cầu thang thoát hiểm của ký túc xá. Họ tin rằng nghi phạm đã vào phòng sát hại Narumi rồi di chuyển thi thể của cô xuống cầu thang thoát hiểm để tránh camera quan sát. Từ tháng 1 năm 2017, cảnh sát Pháp tiến hành một cuộc tìm kiếm rộng khắp các khu rừng gần đó để tìm thi thể của Narumi, nhưng mà vẫn không thể nào tìm ra cô. Một cuộc tìm kiếm thứ hai được tiến hành vào tháng 4 năm 2017, nhưng mà vẫn không thành công. Đến tháng 12 năm 2017, khu vực tìm kiếm được mở rộng, nhưng mọi người vẫn trở về tay không. Lúc này, cảnh sát mới chuyển hướng điều tra sang Arthur, bạn trai hiện tại của Narumi. Nhưng khi triệu tập Arthur đến để thẩm vấn, cảnh sát mới phát hiện ra Nicholas, bạn trai cũ của Narumi, thì mới là người có khả năng gây ra án này. Bởi vì từ khi mà yêu đương, Arthur thường xuyên thấy Narumi bị bạn trai cũ gửi tin nhắn đe dọa. Thậm chí là hắn ta còn hack tài khoản Facebook của Narumi và xóa ảnh chụp chung của Narumi với bạn trai mới. Cũng từ đây thì cảnh sát bắt đầu điều tra từng camera. Họ phát hiện ra rằng Narumi đã ăn ở một nhà hàng với Nicholas ngay trước khi mà cô biến mất. Ngay lập tức cảnh sát đến nhà hàng và phỏng vấn nhân viên. May mắn thay, nhân viên đã nhớ chính xác cặp đôi Narumi và Nicholas. Người này khai rằng cặp đôi đến đó vào tối ngày Chủ nhật, mùng 4 tháng 12 năm 2016. Các nhân viên bị gây chú ý bởi vì thấy cô gái tỏ ra rất là căng thẳng và gần như chỉ ăn mà không nói được lời nào. Cảnh sát cũng thu được video Nicholas và Narumi cùng nhau vào ký túc xá của cô sau bữa tối. Không để cho nghi phạm trốn thoát, cảnh sát nhanh chóng truy nã Nicholas. Nhưng mà thật không may vì hắn ta đã bay sang Chile. Cảnh sát lúc này chỉ còn cách đăng ký tên hắn ta với Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol. Và ngay cả khi đã như vậy, thì với sự giúp đỡ của cha mình, Nicholas nhanh chóng thoát tội. Không để kẻ thù ác trốn thoát, chính phủ Pháp đã yêu cầu chính phủ Chile dẫn độ Nicholas về Pháp. Và chính phủ Nhật Bản cũng can thiệp, yêu cầu chính phủ Chile phải giao trả Nicholas. Nhưng mà tòa án tối cao của Chile thì từ chối yêu cầu dẫn độ. Thay vào đó, tòa án chỉ có hành động cấm Nicholas ra khỏi Chile trong vòng 2 tháng.
Với tình hình như thế, có vẻ như vụ mất tích của Narumi sẽ mãi mãi không có lời giải. Tuy nhiên là vào tháng 7 năm 2020, chính phủ Chile không thể chịu đựng được áp lực từ phía chính phủ Pháp và Nhật Bản, nên đã ra lệnh dẫn độ Nicolas sang Pháp để tiến hành điều tra vụ án. Bi kịch từ một cuộc tình đẹp. Và rồi sự thật về việc mất tích của Narumi cuối cùng đã được tiết lộ cho cả truyền thông thế giới. Nhưng mà đọng lại trong tâm trí của những người đón chờ vụ án là một mối tình đẹp, kết thúc đầy oan nghiệt và cũng đầy bi thương. Narumi Kosaki sinh ngày 23 tháng 7 năm 95 tại Edogawaku, Tokyo, Nhật Bản. Cô sống với hai em gái và mẹ của mình. Ngay từ khi còn nhỏ, Narumi đã yêu thích học ngôn ngữ và văn học. Vì vậy thì vào năm 2011, cô đã vào trường trung học quốc tế Tokyo để theo học chuyên ngành tiếng Pháp. Năm 2014, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Narumi tiếp tục vào đại học Tsukuba ở thành phố Ibaraki. Vào thời điểm đó, Narumi với gia cảnh khó khăn đã phải tự mình làm thêm mọi nghề để kiếm tiền học phí. Vào tháng 10 năm 2014, lễ hội mùa thu được tổ chức tại đại học Tsukuba. Narumi đã tham dự lễ hội cùng với bạn bè của mình. Khi đang vui vẻ, cô được một chàng trai tiếp cận. Anh ta tên là Nicolas Cepeda, sinh năm 1990, cũng là du học sinh tại Tsukuba. Trái ngược với Narumi, anh này sinh ra từ một gia đình giàu có. Bố là chủ một công ty viễn thông, mẹ thì là ủy viên thượng viện tại Santiago, thủ đô của Chile. Vào tháng 2 năm 2015, khi Narumi tròn 20 tuổi, Nicolas và Narumi bắt đầu yêu nhau. Mấy tháng sau đó, hắn ta dẫn bạn gái về để giới thiệu với gia đình. Tại đây thì cặp đôi cho mọi người thấy những giây phút ngọt ngào thông qua những bức ảnh chụp cùng nhau tại Chile. Vào cuối năm 2015, sau một thời gian du học, Nicolas trở về Chile một mình để lại bạn gái Narumi ở Nhật. Cũng kể từ đó, hai người bắt đầu yêu xa. Và xa mặt thì cách lòng, họ thường xuyên gây sự và có những xích mích. Cuối cùng là sau vài tháng Nicolas trở về Chile, hắn cảm thấy quá mệt mỏi vì mối quan hệ yêu đương với bạn gái, nên quyết định thuyết phục cha mẹ cho mình trở thành người Nhật để được ở bên Narumi mãi mãi. Và Nicolas đã quay trở lại Nhật, lên một kế hoạch định cư, sống hạnh phúc với Narumi suốt đời. Tưởng chừng như đôi bạn trẻ sẽ đến được với nhau. Tuy nhiên vào thời điểm đó, Nicolas có một khuyết điểm rất lớn, đó là luôn luôn cố gắng kiểm soát. Hắn muốn biết mọi hành tung của cô. Nhận thấy điều đó, những người quen của Narumi khuyên cô là nên chia tay với Nicolas. Nhưng cô gái vẫn còn yêu nên quyết định nhắm mắt cho qua. Vào tháng 8 năm 2016, Narumi bất ngờ thông báo với Nicolas rằng cô dự định sang Pháp du học. Và khi nghe thấy vậy, hắn gần như là suy sụp hoàn toàn. Dù cãi nhau, nhưng Narumi vẫn kiên quyết ra đi. Từ đó nỗi ám ảnh của Nicolas ngày càng lớn thêm. Đỉnh điểm là sau một thời gian, Nicolas phát hiện ra rằng Narumi có qua lại thân mật với Arthur, một sinh viên tại Pháp. Bởi vậy, y đã đột nhập vào tài khoản Facebook của Narumi và chặn Arthur. Vì sự việc này, Narumi đã quyết định chia tay. Trước hành vi của bạn gái, vào ngày 7 tháng 9 năm 2016, Nicolas đã tải một video cảnh báo trên một trang mạng xã hội. Trong video, y nói rằng Narumi sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm. Tuy nhiên là cô gái thì không hề quan tâm đến lời đe dọa, thậm chí còn thoải mái hẹn hò với bạn tình mới của mình. Khi biết điều này, Nicolas quyết định sẽ rời khỏi Nhật Bản sang Pháp để gặp Narumi. Ngày 4 tháng 12 năm 2016, sau khi đáp máy bay, anh ta đã thuê một chiếc xe tự lái đến thành phố Bayeux, Pháp, nơi mà Narumi đang ở. Trước khi rời đi, Nicolas ghé qua một cửa hàng để mua một loại chất lỏng dễ cháy và chất tẩy rửa cùng với diêm và túi đựng rác. Đến nơi thì y đậu xe ở bãi đậu của ký túc xá và qua đêm ngay trong xe. Sáng hôm sau, Nicolas dậy sớm và làm những việc khó hiểu như là đi dạo quanh ký túc xá cũng như chụp lại những bức hình selfie. Sau đó thì chờ Narumi trở về. Không biết vì lý do gì mà sau khi gặp nhau, họ di chuyển đến một nhà hàng gần đó và cùng ăn tối. Sau khi ăn xong, cặp đôi cùng nhau vào ký túc xá. Đây cũng là lần cuối cùng Narumi xuất hiện. Sau đó thì cô hoàn toàn biến mất, không có một tung tích. Tội ác xuyên lục địa. Sau khi xác nhận cái dấu vết DNA của Nicolas có ở hiện trường cùng với vết máu của nạn nhân Narumi, cảnh sát tin rằng chính y đã sát hại. Cộng thêm chứng cứ việc Nicolas đã trả lại chiếc xe thuê ở cửa hàng vào ngày 6 tháng 12, lúc trả lại bên trong và bên ngoài xe dính đầy bùn đất.
Tại tòa thì Nicholas khai rằng sau khi ăn tối, hai người vào ký túc xá của cô để cùng nhau ân ái. Nicholas đưa ra khẳng định vô lý rằng âm thanh mà các bạn sinh viên nghe thấy lúc sáng sớm là do Narumi phát ra khi họ đang làm tình cùng với nhau. Nhưng tất cả đều bị tòa án từ chối chấp nhận. Vào ngày 12 tháng 4 năm 2022, mặc dù thi thể của Narumi không được tìm thấy, Nicholas vẫn bị kết tội tại Pháp với bản án là 28 năm tù. Tuy nhiên, y không chấp nhận phán quyết và khẳng định là không có thi thể nào tìm thấy và bản án 28 năm là vô lý. Hiện tại thì Nicholas đang chuẩn bị kháng cáo với các luật sư của mình. Còn tại Nhật Bản, suốt những năm tháng qua, người thân và bạn bè của Narumi vẫn ngày đêm đau đớn khôn nguôi khi nghĩ đến việc linh hồn cô gái đáng yêu xinh đẹp của cả gia đình giờ đây vẫn phải lang thang ở nơi nào đó trên đất nước Pháp xa xôi.